thì là cơm đu không nghiêng người không ngả người, nó ngã đu này, à, đu này thẳng tắp lưng luôn. Có bé thì gió mình lần trước mất một dây đèn ở chỗ này này, chả biết đâu rồi. Đây mình bỏ chỗ này không, chả biết một là bị hot mất rồi, hai là bay sang bên này, nhưng bên này mình nhìn chả thấy đâu, thêm cả cục pin nữa mất rồi. Chả có gì để chơi, nóng quá. Úi giời, kiếm thi để chơi. Mười giờ thì mình kia đây, hoa mười giờ thì mình đây nhìn thế à. Chả biết thế sao giờ tím mấy đằng sai cũng có rồi. Này buổi trưa không có ai chơi ấy, có mỗi mình rồi, có mỗi mình ngồi một mình thôi.
mà có đèn tôi không mấy. Chưa biết dây đèn mất bố chả có. Nếu mình có mình lắp vào xe điện thì cục pin gắn vào nối của công tắc xa ơi xa mình ô tu phi nổi như dưới tiếp bây giờ mất rồi nhỉ? Chả có gì, chả có gì để đập phá. À đây, bây giờ mình sẽ nuôi một cái con nặng này ra. Dạ không ngủ. Con ăn này bị hỏng rồi, bây giờ mình sẽ phá ra. Trong đây như có bi sao ấy. Bây giờ làm sao tìm cách phá ra được cơ anh em ơi. Khó phết. Phá được cái này khó phết đấy.